Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ ăn thử món kẹo nhưng mà chỉ một thôi nha. Mình cứ xem đây là một cái kẹo rất là dài nhưng mà mình đã ăn 6 cái kẹo rồi, ăn 6 cái. Còn còn 14 cái đây. Rất là nhiều luôn các bạn. Thì em sẽ ăn thử cái loại kẹo này nha. Nè, để cho cũng ăn thôi. Đó, mình sẽ bóc ra. Rất là nhiều luôn. Đây có 13 cái nha. Đây, cái kẹo thối tối không. Đây, cái kẹo nó như này. Nó dài, hình tròn dài, nó có màu hồng và màu trắng. Đây, rất là ngon, nhỏ nhỏ. Dạ thử ăn nha. Cái này như một viên thuốc các bạn. Nó có vị khen khét nè, mới cho miệng nó có cái vị khen khét rồi. Nhậm dần dần nó cũng hơi bị bắt năng bơ. Mình mới nhớ ra bạn nào đã ăn kẹo thối vị bị bắt năng bơ rồi, bắt năng bơ thối ấy, thì cái mùi này nó y hệt như thế nhưng mà nó không thối, ngon y hệt luôn. Khen khét này, bị bắt năng bơ này nhưng không thối. Bạn nào mà đang ăn cái kẹo thối vị bắp rang bơ này là đảm bảo là bạn ấy sẽ biết là cần dùng cái kẹo này. Nhưng mà trong kẹo này chỉ có riêng một vị đấy thôi chứ không còn vị nào hết nha. Very very good. Nước đầu ngậm, nó mềm. Nước đầu có thể nhai mà nó rất là mềm. Xong đến lúc xong nhai thì nó mềm hơn. Nếu mà bạn đã đang hỏi là tại sao mà mình lại không làm video trả lời câu hỏi phần 2, là vì mình không thể ai hỏi mình cả. Không thể ai hỏi mình cả. Là mình để nhiều người hỏi hơn thì mình sẽ trả lời nha. Các bạn có thể mua kẹo thối thì nó đắt hơn nhận này. Mà các bạn có thể mua này à, 5.000 một gói dài này, ăn rất là ngon. À đây là kẹo trái cây. Đây là kẹo sữa trái cây. Cái này là có nơi sản xuất nha, không đập các bạn nha. Rất là ngon nha, đây là ở Việt Nam. Ngon rồi. Đây, nước cam. Chiều nào về ấy, thì ông mình cũng pha cho mình một cốc nước cam. Rất là tốt. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.